với mình thì điều quan trọng nhất để vượt qua được sự mất cân bằng ấy, là chúng ta sẽ cần phải lắng nghe bản thân mình nhiều hơn bởi vì là sở dĩ sự cân bằng với mỗi người một khác ấy, bởi vì nó là cái sự cân bằng ở bên trong nó là cái cảm nhận chủ quan của mỗi người nếu như, như chúng ta cảm thấy mình ổn cảm thấy mình khỏe mạnh cảm thấy mình hạnh phúc thì đó là cái sự cân bằng rồi vậy nên là để có được sự cân bằng thì mình nghĩ rằng chúng ta sẽ cần phải ưu tiên bản thân mình nhiều hơn chúng ta sẽ cần phải có cái sự tự nhận thức tốt để nhận ra rằng là mình đang cảm thấy không ổn ở chỗ nào và mình sẽ cần phải làm gì để cảm thấy ổn hơn việc này nghe thì rất là hiển nhiên ấy, nhưng mà mình nhận thấy là phần lớn thời gian chúng ta thường xếp bản thân mình ở phía sau những trách nhiệm khác chúng ta bị cuốn vào những cái áp lực công việc những cái áp lực cuộc sống những cái deadline và chúng ta không thật sự biết là mình cần gì hoặc nhiều khi chúng ta tự cảm thấy là mình không ổn nhưng mà vẫn không muốn dừng lại vẫn muốn cố thêm một chút và nhiều khi chính cái việc không ưu tiên bản thân như vậy khiến cho chúng ta rơi vào cái trạng thái bị mất cân bằng mình cảm thấy rất là may mắn bởi vì là công việc của mình cần phải viết lách rất là nhiều và viết lách thì nó chính là một cái phương tiện để giúp cho mình lắng nghe được bản thân mình nhiều hơn, mình có thể nhìn thấy được cái trạng thái tinh thần của mình ở chính những gì mà mình viết ra, ấy. nên là mình cũng có cái khả năng tự nhận thức khá là tốt, mình biết cách để tự cân bằng lại cuộc sống của mình, mình nhận ra là mình không ổn từ rất là sớm và ngoài ra thì mình cũng có khá là nhiều sở thích khác bên ngoài công việc. Mỗi khi mà mình không làm việc ấy, thì mình sẽ dành ra thời gian để chơi với cả bạn cún của mình này mình sẽ dành ra thời gian để vẽ vời, để chơi đàn, để nghe nhạc, để xem phim cùng với cả gia đình. Thậm chí là có những cái giai đoạn ấy mà mình đã xóa cả những cái app social media để được gọi là giải thoát bản thân mình khỏi những cái notifications để mình được chạy trốn khỏi công việc một chút ấy. Cái việc này khiến cho mình có cái sự tự do để mình có thể nhìn nhận lại bản thân mình rõ hơn và chỉ nhờ cái việc nhìn nhận rõ như vậy mà mình mới có thể tự cân bằng lại cái trạng thái cảm xúc của mình, mình không để bản thân bị cuốn đi bởi những cái deadline bởi những cái áp lực và trong cái quá trình mình làm nội dung thì mình thấy rằng là nhiều khi mình cần phải có cái sự cân bằng đó mình cần phải có cái sự sáng suốt ở bên trong ấy thì mình mới có cảm hứng để làm ra được những cái nội dung chất lượng mới có thể thật sự tạo ra được giá trị cho người khác